Rồi anh ơi, máy làm xong cho anh hết rồi nè ha. Thay dây giật xịn mới cho anh luôn nè. Đây, để sạc đồ đầy đủ hết cho nút đề ha. Ở dưới này là nút đề nha anh. Đây là nút dưới là nút đề, nút trên là nút tắt ha. Còn câu cộng trừ vô bình nè. Đây cái cộng dây này nè, ngay con ốc này là cộng dây cộng ha. Còn trừ thì mình kẹp vô sườn chỗ nào cũng được hết nè. Đây là cục sạc của nó nè. Em làm là chạy là nó tự sạc về máy luôn rồi đó, tự sạc về bình luôn rồi đó ha. Cứ chạy là tự sạc về bình thôi. Đây lóc rất là đẹp ha. Đây ốc bô gắn luôn cho anh luôn ha, ốc bô ốc zin ha. Đây nắp cò đẹp. Đây nắp cò không có bị mấm, bị mốp, bị bể gì hết trơn ha. Đó, bình xăng con thì như mới. Có cái nắp bô nè, à, nắp bô bị mấm chỗ này nè ha. Cái bình góc bên đây. Rồi, vậy là xong ha. Để anh test cho anh ha. Đây, để em test đổ cho anh. Mỹ xích gà. Đây, để ha. Máy chạy được dữ lắm anh ơi. Đây, còn giật ha. Máy này thì rất là nhạy luôn ha. Máy này thì nói chung là chạy ngon lắm. Đề giật mỗi cái ha. Rồi gãy tiêu miếng đá cắt rồi. Máy này lúc trước là em sử dụng cho nhà em á. Ừ. Im nên em mới nhập về em bán nha. Đây đây đây. Rồi ha anh.